Real thua ở phút bù thứ 5. Trung vệ Antonio Rudiger ghi bàn muộn giúp Real hòa chủ nhà Shakhtar 1-1 ở lượt 4 bảng FCHAMPIONSLEAGUE tối ngày 11 tháng 10. Phút bù thứ 2, Toni Kroos tạt từ biên trái để Rudiger đè mặt trung vệ đối phương, đánh đầu chệch cột. 3 phút sau, Real gỡ hòa theo kịch bản tương tự. Kroos tiếp tục tạt từ cánh trái để Rudiger đánh đầu vào lưới trống, ấn định tỷ số 1-1. Trong tình huống này, thủ môn Shakhtar Anatoliy Chubin băng ra đấm hụt bóng rồi va chạm mạnh khiến trung vệ Real chảy nhiều máu trên đầu và phải nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, hai cầu thủ Đức phối hợp ghi bàn cho Real. Dù vậy, kết quả hòa khiến đội bóng Hoàng gia chưa thể sớm giành vé vào vòng knockout. Họ vẫn đứng đầu bảng F với 10 điểm, hơn RB Leipzig 4 điểm và Shakhtar 5 điểm. Ở lượt tiếp theo ngày 25 tháng 10, Real sẽ làm khách của RB Leipzig. Hôm qua, Karim Benzema trở lại đội hình xuất phát của Real sau khi ngồi ngoài trận thắng Getafe 1-0 tại La Liga cuối tuần qua. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng trao cơ hội đá chính cho Eden Hazard, Nacho, Lucas Vazquez và để Vinicius, Luka Modric, David Alaba dự bị. Trong 45 phút đầu, Real áp đảo khi kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 9 lần với 4 cú trúng đích, trong khi Shakhtar chỉ có 4 pha kết thúc chệch mục tiêu. Cơ hội đáng kể đầu tiên đến ở phút 18, khi Benzema đón đường chuyền dài của Kroos, che chắn khéo léo rồi dứt điểm căng buộc Chubin phải đẩy bóng chịu phạt góc. Trong vòng 1 phút từ 35 đến 36, Benzema và Rodrigo liên tiếp dứt điểm từ góc hẹp bên cánh trái không thắng được thủ thành chủ nhà. Ít phút sau, Federico Van Vetter thử vận may với pha nã đại bác từ khoảng cách gần 30m, bóng đi vào chính giữa khung thành và không thể làm khó Chubin. Phung phí cơ hội, Real phải trả giá khi hiệp 2 chưa trôi qua được 1 phút. Shakhtar vượt lên ngay pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, khi bọn dân Mỹ Khay Lichenko tạt từ biên trái để Oleksandr Zhukov đánh đầu về góc gần Ha-Andri Lunin, người bắt thay thị bọt Courtois bị chấn thương. Shakhtar trận này phải mượn sân UCSKA Polskivo ở Warsaw, Ba Lan làm sân nhà. Do chiến sự ở quê nhà Ukraine, bất chấp khó khăn đang chịu, đội bóng này chơi kiên cường và thậm chí suýt nhân đôi cách biệt trước Real ở phút 65. Zhukov chọc khe để Latsina Branstore phá bẫy Việt vị, vượt qua cả Lunin. Nhưng cú sút quyết định của anh lại đưa bóng liếm mép trên xà ngang. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Ivor Sovikovic ôm đầu tiếc nuối. Nửa cuối hiệp 2, Real lấy lại thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành chủ nhà. Phút 73, Kroos đi bóng cắt ngang khung thành rồi kết thúc chệch cột. Hơn 10 phút sau, Vinicius phung phí cơ hội với cú đánh đầu cận thành vọt xà, trước khi Rudiger mang về một điểm cho Real. Ngày 16 tháng 10, thầy trò Ancelotti đấu El Clasico khi trở về Bernabeu tiếp Barca ở vòng 9 La Liga. Hai đội hiện chia sẻ ngôi đầu với cùng 22 điểm, nhưng Barca xếp trên nhờ hiệu số, đội hình thi đấu, Shakhtar, Chubin, Kudobnia, Bonda, Matvienko, Mikhail Lichenko, Stepanenko, Zhukov Taylor 81, Bondarenko, Sudakov Jurasic 81, Buzric Pekzak 85, Sore Sikan 76, Real Madrid, Lunin, Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy Alaba 68, Van Vector Camavinga 68, Oameni Modric 57, Kroos, Rodrigo Asensio 68, Benzema, Hazard Vinicius 57.